ly dị chỉ vì đất với cát đây này, tan cửa lát nhà. Có hai bạn này, bạn ấy vừa điện cho mình, bạn ấy hỏi là bạn ấy vay ngân hàng thì bạn ấy đầu tư đấy, bạn ấy vay khoảng tầm hơn 1 tỷ, vay 1 tỷ 3 mua cái mảnh đất là 2 tỷ rưỡi, gọi là vay 55% gì đó. Thế thì bây giờ đất nó xuống thì 1 tỷ 3 đấy thì mới đầu tư thôi, nên là bây giờ phải đi trả lãi. Thế là hai vợ chồng bây giờ cứ khục khập nhau, cãi nhau. Thế bạn ấy gọi điện cho mình, bạn bảo là nếu có cái giải pháp nào không thì bỏ nhau đến nơi rồi. Thì đây là một trong những tình huống rất thực tế trong xã hội. Cái lúc đầu tư say sóng thì hai vợ chồng đồng lòng, nhưng mà khi mà sóng nó không còn ấy, giá bất động sản nó đi xuống, và cái việc là cứ mở mắt ra lại 1 tỷ 3, bây giờ là 12-13% lãi suất, thì mỗi năm là mất khoảng 300, gần 200 triệu tiền lãi rồi, chia ra mỗi tháng phải mất hơn chục 20 triệu tiền lãi chưa tính gốc, thì người ta sốt ruột. Nên là khi đi đầu tư mới thì nên vay khoảng 10% thôi, 20% thì vay có thôi, hoặc là mua một tiền thịt, và đừng dùng cái vốn ngắn hạn, chứ không như trường hợp này rất là vất vả.